Hello anh em, mình chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ đi trà trộn anh em nhá. Chơi map Livic anh em ạ. Anh em biết rồi, cái phiên bản 2.0 nó vừa ra đấy. Map 1 mình cũng rất là muốn làm clip cho anh em xem, nhưng mà không được, không có phòng để mà làm đấy anh em. Đâu phải là cứ vào cái là được chơi ngay đâu, phải tìm hết tem này đến tem kia, thấy tem nào nó ok thì mới chơi. Mà đa phần anh em không tin, anh em lên thử kênh thế giới xem, 10 phòng thì 8 phòng là Livic rồi. Nên là không bắn Livic không được. Bởi vì bây giờ vừa đầu mùa mà. Thế là thành ra là các bố toàn chơi hồi sinh thôi. Livic bây giờ nó có hồi sinh nên là map này là cày danh số 1 luôn. Rồi, bạn nữ kia nói chuyện rồi. Map này là ưu tiên cho các dân chơi cày danh nên là lên kênh thế giới xin phòng hay là tìm phòng là toàn Livic thôi. Thế lắm hiếm lắm mới có được cái phòng map Eagle nên là khoái lắm anh em. Top link ATM.com, bán hàng Rocky Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay top link ATM.com. Nhảy ra cái khu kia chẳng có người gì. Map này thì đã ít người sẵn. Nhanh đi đâu? Vào con nút đồ. Thế vừa nãy có nuốt luôn anh shipper không? Tha cho anh đấy. Tha gì mà tha? Nghe à, điều vãi trưởng. Làm gì có chuyện mà tha được. Mình chơi với mấy bạn này hình như là 2 trận rồi anh em ạ. À. Khá là dễ thương, khá là ok đấy. Chị nghĩ em ăn tạp thế à? Ăn tạp quá chứ này. Tí mình sẽ sâu qua với ta cho anh em xem. Có phải ai em ăn đâu? Ăn hết, ăn tất. Ăn rồi má ơi. Mẹ cái team này nó ồn ào thật sự. Đây đây đấy. Lại trêu nhau. Chỉ vì còn bot thôi, chẳng hiểu kiểu gì. Tìm nãy giờ không thấy người luôn anh em ạ. Yêu hiểu kiểu gì luôn. Yêu hiểu trong cái khu dưới chân này. Ui giời ơi. Là sao có tiếng súng rồi. Vừa nói xong thì là thưởng thức được con bot. Chỗ này nha, đi qua chỗ này lấy này. Đây đây đây. Trước mặt đang bắn nhau. Hồi sinh anh em ạ. 3 cấp 6 gì luôn đấy. Đây, đây. Trời ơi, có người ở đây này, lên đây mà vươn tay. À, chạy à, chạy à. Rồi, rồi, thấy rồi. Sau nhận vệ sinh. Rồi, mới thấy. Đây này. Áo đỏ chứng tỏ. Rồi. Áo đỏ chứng tỏ KV. Bình tĩnh anh trai, bình tĩnh anh trai. Rồi, chiến đấu gọi này. Nó bắn mình. Bạn nào nói được vậy á. Chúng tôi có người này. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Trước mặt mình chỗ khu xin. Em không ăn mì với cả cà. Ôi dồi, ăn lên đấy. Mày à, nó đẩy lên đây rồi cơ à. Ui chạy chạy chạy, từ 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 từ. Đéo chơi được anh em ơi. Ui, team này tay to đấy. Định lên đây đẩy mút mình luôn anh em ạ. Mình gạt đồng đội nó rồi mà. Hello chị. Mấy em mình vừa thấy cái thì hắn nằm xuống. Đây là bánh mì. Nào bây giờ mở góc ra đây thì để xem bạn nằm kiểu gì. Rồi. Mà gái em chắc chắn sẽ nguyên chất và ngon hơn. Dù bay xuống kìa. Nè, cấp 4 này, cấp 6 này. Chưa thấy anh em ạ. Có dùng không? Ui giời ơi, mấy ông bà kia vẫn đang chia cấp 4 này này. Đây này. Mày này, rồi nó một thằng. Ui trên đấy 3-4 thằng cơ. Ê chị em. Ok ok. Ok kìa. Kẹt nút anh em ơi. Ok kìa. Ủa? Sao mà cứ tạch tạch ấy nhở? Sao 8 tin mày đấy. Kẹt kẹt anh em ơi. Nè, yeah. Không kẹt thì mình nốc mợ luôn rồi. Nó chạy á. Đây này. Mày bò đi đâu? Gạt ngay. Đây, còn chỗ này có một thằng nữa. Rồi, người đâu rồi, thì lấy ở chưa được kill nào. Ui dồi ôi, đứng đấy mà tranh nhau cốc 4 với cốc 6 thì lấy đâu ra kill. Trên đỉnh. Còn ít nhất 2 thằng nữa anh em ạ. À không, team này hình như là vừa hồi sinh xuống. Trời ơi. Mẹ mày. Nó bắn cho mình tí nữa thì ỉa ra quần. Mày chạy. Ôi. Rồi, nốc rồi. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đẩy đây, 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 đây. Bắn chết mẹ đi chứ còn gì nữa. Vừa mới vào đấy. Mày này. Mày, ô, làm đây à. Ui. Ui, để nó chạy được kìa. Bọn này chắc là vừa hồi sinh nữa xuống đây. Bắn chết mẹ, bắn đến lòi cả người ra vẫn không chết được. Mày nằm đây à? À, lại em áo đỏ.
chứng tỏ ca ve ạ. Ủa 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 idol em bé hả? Rồi em bé à. Em bé à. Hồi sinh em đi. Hồi sinh thế điếu được giờ tầm này. Ủa thôi. Ủa thánh giáp kìa. Thôi để nó chạy mất được rồi. Mẹ cái chỗ quần què này đúng chỗ hồi sinh. Đùng vãi cả lèn anh em ạ. Rồi hồi sinh mới chẳng không hồi sinh này. Chết mẹ cả lũ rồi. Ba đứa chết hết rồi. Ba đứa chết hết rồi à? Ôi được rồi. Được rồi, để mình chạy đi mình hồi sinh. Để mình chạy đi. Ưu tiên cứu đồng đội trước anh em ạ. Chạy ra ngoài bom. Ui giời ơi, vẫn còn tiếc cái M24 ạ. Ui ôi, có kịp không nhỉ? Kịp không? Ok. Phải cứu đồng đội anh em ơi. Kịp không? Ôi, cái định mệnh. Nếu được mọi người ơi. Mình cố gắng hết sức rồi. Trời ạ. Vãi nồi, cố gắng hết sức rồi. Ok. Có cả hai. Được rồi. Mẹ mình cần chạm vào nút hồi sinh rồi đấy. Không hiểu. Kiểu như chắc là tại còn vài giây cuối nên cho. Mẹ, chán thật. Bây giờ cái con đường chạy bo của mình nó mới khốn nạn đây này. Rồi bắn gì bắn. Mày chạy đâu? Úi thôi. Mày bo chạy lên ạ. Vãi chửa. Mày từ đâu? Mày chạy tới đây. Rồi trước mặt mình luôn. May mà mình nghe thấy tiếng chân nó chạy. Nghe phát cái ngon. Là mình băm nó ngay. Rồi kéo cái scope về đã. Đây này. Mới ăn được. Mày chạy đi đâu? Này thì đồ cỏ à. Bắt từng thằng một. Bên đồi bên này bắn nhau với bên đồi bên kia. Ui, bên này vẫn còn cơ à? Ui, bên kia táp chết thằng bên này thì phải. Ui, bốc khói kìa. Rồi. Vẫn còn ít nhất 2-3 team nữa cơ. Bên này 2 team nó vẫn đang công nhau thì phải. Bây giờ phải mình phải để cho nó gọi là gì nhỉ? Bắn bớt đi anh em ạ. Mẹ, bắn đi các bạn. Ủa, không bắn nhau nữa à? Bắn đi. Mọp đi đồng đội ơi. Ok, để mình cố gắng. Khoai đấy. Trời ơi. Ui, tướng chân. Tin tưởng không? Tướng chân trước mặt. Ui, cả trái cả phải. Ui, đéo được rồi. Ui, đéo được rồi anh em ơi. Hai team. À đông, hình như một team rồi. Ăn cướp rồi. Hai team rồi. Mày lên đây. Rồi, một thằng. Mày xuống đây. Ui. Hai. Ui. Mười đi. Mày. Hai. Trời ơi. Một thằng nữa thôi. Ui mẹ. Đúng một team. Vãi nồi ạ. Gạt đi bố ơi. Không gạt. Được, nó ở trên đầu này. Đúng một team luôn. Nào mày xuống đây. Nào. Mày xuống đây. Trời ơi. Ôi giời. Đi vào lòng người. Trời ơi. Hai em gái hú âm lên rồi. Mẹ, quả cần 4 chất lượng vãi nồi. Mình cũng điếp thì tin được là mình cân được 4 pha đấy luôn. Cái pha mình đẩy xuống đường. Rồi lên mạch kim 1 rồi. Quá ngon anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian coi hết cái clip ấy nha. Anh em thấy hay thì để lại một like, một đăng ký kênh nhá.